Thanh niên sậy quần bố lau. Cháu của Kinh. Nhìn mặt thấy giống Kinh. Có tí nét nữa. Vẫn có tí nét. Nhưng mà có cả nét của con bố nó còn lau thì nhiều hơn. Nhất là cái tai. Cái gốc tai. Khá là cao to. Chưa đủ lông đủ cánh. Đây mới là thanh niên mầm thôi. Ngang với lại mấy thanh niên khoảng cỡ học lớp 7, lớp 8. Thanh niên mới nhú. Thanh niên mới nhú là đẻ tốt rồi. Nhưng mà nó chưa đủ lông đủ cánh. Chắc là sậy này thì chắc là khoảng cứ khoảng tầm nửa năm nữa thì sẽ ra dáng đàn ông đích thực. Lông đuôi bắt đầu dài. Hóng trong nhà. Đây cho nó sủa hóng trong nhà. Máy quay ra là cứ né né máy quay ấy hả? Máy quay nó làm em đau à? À? Đuôi phất đuôi liên tục thể hiện vui vẻ đấy, nhưng né máy quay hả? Chĩa máy quay vào làm đau đúng không? Làm con sậy bị đau đúng không? Hả? À. À. Ôi xa, đẹp dài đấy. Đẹp dài đấy. Thể hiện tí đi nào. Ok. Bắc Hà xù trắng. Em được Bắc Hà choai. Thanh niên bây giờ là khoảng 11 tháng. À, nhìn dáng mặt là bây giờ nó cũng có tí lộ nét rồi, con đực. Rồi, chạy chậm chậm thôi để anh còn quay đoạn video. Ra đây xem nào. Con đực này là bố trắng mẹ trắng đẻ ra con trắng. Con của con này là con của con Queen. Con của Queen với lại Queen với Kinh. Ra đây. Nào, vào đây. Vào đây anh gãi cho. Sợ bị cho vào chuồng á, cứ chơi thoải mái đi. Ai cho vào phải vào trong chuồng. Con này nhìn thấy nhưng mà nó to phết rồi đấy. Vác nó là nặng phết rồi. Vì là không đeo xích cho nó bao giờ cho nên là cái nuôi ở trong ô quây cho nên là cái dây là phải quấn quanh cổ luôn. Tí còn dễ tóm. Thanh niên này là độ đề phòng theo kiểu là bị kiểm soát, nó không thích bị kiểm soát. Cũng là vì nuôi nhiều chó quá không có thời gian gần nó, chứ còn nếu mà gần nó thì chắc độ khoảng tuần xoắn với chủ ngay. Đực này là bắt đầu là nếu mà như tính là có thể bắt đầu là lấy giống nó cũng được. Nhưng vì nó trùng máu với chó nhà cho nên là cũng chưa lấy giống nó bao giờ. Lượn chơi lượn quanh chỗ chủ. Ra đây. Nào. Đâu rồi? Vào đây. Xoa tí. Cứ lượn là vòng quanh làm gì? Hả? Thả dáng vòng quanh làm gì? Ra đây ta xoa nào. Nào.
Này thì bây giờ nó mới bắt đầu nó thay cái lớp lông. Đây đây là giai đoạn này, là giai đoạn nó thay lông này, thay lông trưởng thành này. Bây giờ nó bắt đầu cái lớp lông theo kiểu là lông sợi nó bắt đầu nó mọc. Nhìn nó có cái độ trắng lóa đấy, ở bên ngoài một cái lớp mỏng. Đấy là cái lớp lông sợi cứng. Lớp lông trưởng thành đấy. Em này thì lông tương đối dày. Cứ sán lại đây làm gì? Hả? Sán lại đây, ra đây nào. Lượn qua lượn lại thấy chóng mặt lắm. Ra đây. Chơi vào nhá. Vào chuồng chưa? Không muốn vào chuồng chưa? Không muốn vào chuồng thì về ra đây ngồi sát anh. Nằm xuống. Vào trước đi. Dáng thanh niên này là dáng khá là to con, cao to đấy. Nằm đấy đi. Không thế không ra là thôi nhá. Ra là ta không xoa nữa đâu. Thanh niên này là nó chưa gần, nó không được gần chủ theo cái kiểu như thế. Thành ra là nó còn muốn gần nhưng mà không dám gần. Muốn gần nhưng chưa dám đấy. Mà nếu mà chủ cứ cầm máy quay quay mà chủ không ngồi đấy là nó lượn vòng. Chủ ngồi im thì nó cũng ngồi im. Đấy. Nó cũng theo chủ chứ không phải là không. Thế này thôi nhưng mà nó cái độ hữu động của nó là nó độ nó cao lắm, ưa vận động lắm chứ không phải không. Thôi, chạy chơi đi. Chơi lanh xăng đi. Chạy lanh quanh chơi đi. Di chuyển là chỉ có di chuyển vòng quanh chủ thôi. Trong con giống chó ta thì có thể nói là cái giống Bắc Hà với giống Mông Cọc là mình phải thừa nhận là nó là hai giống khôn. Nó khôn hơn rất nhiều so với lại cái giống chó ta bình thường. Nhìn bọn Bắc Hà này khi mà nó chưa mọc đủ lông này thì nhìn nó hơi nhăng nhác với lại con Labrador. Mà nó cũng hơi nhăng nhác với con Golden. Cái mặt của nó ấy, giống hai cái giống chó Tây Golden với Labrador. Tương đối giống. Khi lông nó ngắn thì nó như con này thì lông nó hiện tại nó vẫn đang dài hơn con Labrador nhiều. Nhưng nó không dài bằng con Golden. Nhưng ở cái lúc giai đoạn mà nó mọc lông nó chưa đủ này thì nhìn khá là giống con Labrador. Giống chó Tây mà nó to cũng sàn sàn như thế. Con Bắc Hà đực này thì như con này thì chắc là trưởng thành lên nó sẽ rơi vào cỡ độ khoảng trạng khoảng 26-27 cân. Bây giờ cũng đã nặng lắm rồi. Nhưng bây giờ là nó còn chưa cao dài, nó cũng chưa phát triển hết hẳn đâu mà ngang thì chưa. Nhưng con này người khá tròn người. Theo dáng của con pha giữa con bố với con mẹ. Nhìn nét là có nét của mẹ và cả nét của bố đấy. Nên nhìn nó ngờ ngợ cho nên là mới phải lục lại trí nhớ thì nó là con của con Long. Vì nó vẫn có nét
của cái dòng họ con Queen với con King. Nhưng mà có cả nét con lau nữa. Nhìn đẹp à? Đấy, chó ta và như thế này mà làm nhà mà rộng rãi, muốn nuôi theo kiểu là con chó trong nhà dễ nuôi thì làm cặp trắng hay nuôi thì mỹ mãn luôn. Như thanh niên này thì có lẽ là nó theo cái màu lông, theo kiểu màu kiểu lông của con bố, nó trắng nhưng mà là trắng ngà chứ không phải là trắng muốt. Ok, quay cho mọi người xem tí thanh niên này, như để mấy hôm nữa gần nó rồi quay để xem nào nó quấn. Hẹn mọi người khoảng tầm một tuần nữa. Rất quấn chủ nhưng mà chưa biết cách quấn vì chưa được gần chủ nhiều. Đẹp trai phết đấy nha. Ai và thích qua cái đến đợt lấy giống là thích xin giống con này là bây giờ có thể xin giống được rồi đấy. 11 tháng với chó ta là bắt đầu cho phối được rồi. Để đẹp trai hẳn thì chắc khoảng tầm 14 tháng. Lúc đấy là lông nó dài rồi. Cao phết đấy. Ok, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé. Sợi. Sợi. Ngửa mặt lên xem nào. Ngửa mặt xem nào. Nhìn mặt. Trời. Muốn được ra chơi nhiều không? Ra chơi nhiều thì ngửa mặt lên. Xem đẹp dai không? Sợi. Hít lần theo đường chuột đấy, nhiều chuột lắm. Đợt này không thả, đợt này không được thả, thành ra ở ngoài vườn nhiều chuột lắm. Ok, thôi hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé.